Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhân kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay Duy cùng với Tiến hai anh em là chạy ra chiếc xe C200 Avantgarde Sport này xuống miền Tây để gặp một cái vị khách hàng của Duy đó, cũng như là khách hàng đang quan tâm tới nhu cầu mua xe Mercedes và trả góp qua ngân hàng, cho nên là Duy có mời thêm bạn Tiến, trưởng phòng kinh doanh của ngân hàng TP Bank để xuống mà gặp gỡ khách hàng cũng như là hỗ trợ khách hàng tại nhà luôn. Đó, và đây là bạn Tiến ha. Xin chào quý anh chị và các bạn. Mình là Tiến đến từ TP Bank. Thì hôm nay Tiến và anh Duy di chuyển từ Sài Gòn xuống đến Tiền Giang. Thì hiện tại là bây giờ cũng đã gặp được khách hàng xong rồi. Hai anh em đang trên đường về lại Sài Gòn. Thì mình cũng xin chia sẻ thêm về cuối năm. Thì nhu cầu di chuyển của quý anh chị và các bạn cần có xe để cho các cái kỳ lễ cuối năm, như là dịp Tết này, Noel này, rất là nhiều. Thì bên ngân hàng Tiến cũng có những cái chính sách về lãi suất hay là thời gian vay rất là ưu đãi dành cho các khách hàng. Thì thứ nhất ấy là về cái tỷ lệ vay thì bên Tiến hỗ trợ từ 70-80% đối với giá trị xe này. Về thời gian vay thì bên Tiến hỗ trợ tối đa là 96 tháng tương đương với 8 năm. Còn về lãi suất ấy thì lãi suất của bên Tiến cố định trong vòng 1 năm đầu tiên sẽ là 8,5%, và sau đó thì sẽ là lãi suất cơ sở cộng cho biên độ là 3,6%. Nói chung là xin chia sẻ với các bạn về cái lãi suất mà cho vay ô tô ấy, cho vay mua ô tô ở tất cả các ngân hàng tại Việt Nam, thì về cái lãi suất thì cái mặt bằng chung là như nhau, không có chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên là bên Tiến có một cái thế mạnh, đó là bên Tiến hỗ trợ được khách hàng để mà vay mua xe ấy, là tối đa được 120 km từ khu vực quận 7 đến địa chỉ sinh sống của khách hàng. Có nghĩa là các khách hàng có nhu cầu mua xe từ khu vực Vũng Tàu này, Đồng Nai, Bình Phước, Tiền Giang đấy, cứ nói chung là cứ tính Đồng Tháp, dạ, cứ tính 120 cây số là bên Tiến hỗ trợ được. Thế nên là các anh chị cứ có nhu cầu mua xe thông qua kênh ngân hàng cứ mạnh bạo, cứ mạnh mẽ liên hệ với anh Duy, với Tiến nha. Ok, cảm ơn Tiến rất là nhiều. Và nếu mà các bạn có xem những cái kênh YouTube của Duy từ trước đây rất là lâu các bạn, thì các bạn cũng sẽ biết bạn Tiến ha. Và hai anh em đã có cái thời gian cộng tác với nhau khá là lâu rồi đó, Duy nhớ là chắc khoảng tầm hơn 5 năm nay rồi đó. Và hầu như là các anh chị khách hàng mua xe của bên Duy các bạn, thì nếu mà có nhu cầu quan tâm về ngân hàng ha, vay qua ngân hàng thì Duy đều giới thiệu cho Tiến hết. Bởi vì là Tiến có một cái cách chăm sóc khách hàng cũng như là hỗ trợ khách hàng rất là khác so với lại những cái các bạn khác đó. Và bây giờ là Tiến là sếp luôn rồi nha các bạn, cho nên là Tiến duyệt hồ sơ vay hoặc là có những cái khoản rất là linh động thì Tiến vẫn có thể là xử lý giúp cho các anh chị khách hàng để đảm bảo cho nó tiện lợi rồi nhanh chóng, và khách hàng có thể là hài lòng nhất. Ok, để biết thêm chi tiết về mua xe trả góp qua ngân hàng, hoặc là các anh chị các bạn mà quan tâm đến bất kỳ những cái mẫu xe nào của Mercedes-Benz, thì quý anh chị khách hàng có thể liên hệ với Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.